Chào tất cả bà con của kênh LTK Bonsai hôm nay nha. Đến với clip hôm nay thì cây cảnh Bình An cũng xin giới thiệu đến tất cả bà con mình một số cây cảnh cũng phong phú đa dạng của miền Tây và miền núi luôn ha, để giao lưu với tất cả bà con. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị vui lòng về số điện thoại của em nha, 0939700449 ha, cũng là số Zalo nha. Đây, đến với mã số 1 là một cây vạn tuế nha. Cây này có trái luôn ha, có hoa có trái luôn. Đây, cao sao đo ta. Rồi, cao của cây này là 94. Đó, cái này là cái tàn tự nhiên của nó nè ha. Vạn tuế phải không? Dạ, vạn tuế. Rồi, để giờ em đo. Cao của nó là 94 đó nha. Đó, tàn lá rất là đẹp. Đây, hoành củ ở vị trí này đi ha, là 65 nha. Đó, củ có bị thẹo nha mọi người. 82 là hoành củ đế dưới ha. Đó. Những cây này hiện tại là sống rất là khỏe nha. Rồi, cây vạn tế núi này xin giao lưu với giá là 1.200.000 đồng nha. Đó, giá đã bao gồm phí ship rồi ha. Rồi, đến với mã số 2. Cũng là một cây vạn tế núi luôn nha. Đó, những cô chú anh chị nào chưa biết mặt hoa, mặt cây, mặt trái thì cứ liên hệ vào Zalo em ha. Đây, cao của cây này là 75. Đó, mình về mình có thể xử lý mấy cái này, mình cắt bỏ cho cây nó lên tược mới nha. Đó, cây tự nhiên phải không? Đó, cây tự nhiên, rất là già cây rồi nha. Đây, giờ đó hạo gì đi ha, là 115 nha. Cây rất là già luôn rồi nha. Ở trên đây là 54 ha. Đó, đây. Rồi, cây này em xin giao lưu với giá là 1.500.000 đồng, mã số 2 nha. Đó. Già cây ha. Dạ, rất là già rồi. Già giống như là cái mai con rùa gì đó ha. Rồi, đến với mã số 3. Đó, cao của cái củ này là 89 nha. Đợt trước em có một lô thì cũng đã giao lưu với tất cả bà con mình rồi ha. Được nhiều người cũng ưa chuộng nha. Rồi, hoành của cây này là 60. Đó, hoành cũ nha. Vạn tuế núi ha, 800.000 đồng cho mã số 3 nha. Cái củ tròn đẹp lắm, mình về mình vô cái chậu nữa ha. Rồi, đến với mã số 4. Đó, cao của cây này là 115 nha. Đó, vạn tuế núi nha. Dạ, thưa hơn là thiên tuế của mình không? Tuế nó dài ha. Dạ. Đó, những cây này hiện tại là rất là già rồi, chăm cây đủ sức là sẽ có trái có bông nha. 53 là hoành cũ ở vị trí đó ha. Đó, rồi, hoành ở vị trí này là 85. Vạn tuế núi mã số 4 có giá là 1.000.000 đồng nha. Rồi, đến với mã số 5. Đó, những cái củ này rất là đẹp nha. Cao của cây này là 80 ha. Đó, cây này có cái trái màu vàng, có vị thuốc luôn nha mọi người. 50 là hoành cũ ha, 700.000 mã số 5 nha. Giá em đã bao gồm phí ship toàn quốc rồi nha. Rồi, số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cũng là số Zalo luôn. Đó, cây mã số 6. Đây, cao của cây này là 58. Đó, nó mọc ra từ thân luôn nha, khá là đẹp ha. Rồi, hoành ở vị trí này là 57. Cũ ở dưới đây là 125 đi nha. Rồi, mã số 6. Đó, xin giao lưu với giá là 1.500.000 đồng nha. Cái mặt cắt này có sao không nè? Dạ không, này nó quá sành hết rồi nè. Đó, liền hết trơn rồi. Rồi, đến với mã số 7. Này xuống miền Tây rồi nha. Cây này cao khoảng 1m7 ha. Hồng phấn lá quắn dáng tàn thông nha. Hạo cái thuốc đâu không tới. Nè, gì là hết thước dây nè, còn khúc trên nữa. Đó, hồng phấn lá quắn, cái này là trang bứng mô nha.
Đó, mình về để trong mát, tưới nước vài ngày cho cây lại sức rồi mình vô chậu ha. Đang lên bông ha. Dạ, đang lên bông. Cái này khi em gửi đi thì có thể bị rụng lá, rụng bông số nha. Dán lên. Đây, một cốt này khoảng 12, 13 nha. Đó. Đây. Đây. 12 nha. Đó. Mã số 7 nha. Hồng phấn lá quắn này em xin giao lưu với giá là 1 triệu đồng ha. Đây, đến với mã số 8. Những loại mẫu đơn này hiện tại rất là xiên bông nha. Cao của cây này là khoảng 1m6 ha. Quay nè. Đó. Để em hảo tán ngang nha. Tán ngang của cây này là 95 ha. Đó. Xoay một vòng đi. Cũng đặt tàn hết rồi nha. Hồng phấn lá quắn ha. Đó, cái bông rất là xiên bông luôn. Đây. Rồi, hoành cây này là cũng khoảng 12, 13 không nha mọi người. Đó, một cốt giót đọt ha. 12 đi. Dạ, báo là 12 chuẩn nha. Rồi. Mã số 8 cũng xin giao lưu với giá không bao ship là 1 triệu nha. Không dưới 12. Dạ, đúng rồi, không dưới 12. Rồi, cây này là cây số 9 nha. Em có được một chục cây ha. Có giao lưu lô thì em để giá hữu nghị lại nha. Đó, cao cây này là cũng khoảng 1m7 nha. Đó, mình về mình cũng có thể là cuôn tàn lại nha. Cho bông ra đồng loạt. Đây, tán ngang của cây này là 99 nha. Lại dưới đó phải không? Dạ, là chỗ lớn nhất của cây ha. Quay đi. Rồi, hoành là khoảng 12 nha. Mã số 9. Hồng phấn lá quắn ha. Rồi, cây này cũng đồng giá là 1 triệu đồng nha. Đó, hàng một cốt không nha. Rồi, đến cây này là mã số 10 nha. Đó, hồng phấn lá quắn này mình về chơi là vừa tới Tết luôn ha. Đó. Rồi, chỗ cao cây này là khoảng 1m5 đi nha. Tán ngang của nó là 95 đi. Đó, hồng phấn lá quắn nha. Cái này mình chăm cho tới Noel luôn, làm cái thông Noel được luôn ha. Đó, đây. Đó, hoành bự bự không nha. Cái này khi đi em đắp bột dừa cho cây giữ nước. Dạ, đúng rồi. Có cần gì thêm thì cứ kêu em liên hệ Zalo chụp hình thêm nha. Cây đó giá 1 triệu đồng nha. Triệu không, không có cây nào. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi, cây này mã số 11 nha. Cũng là hồng phấn lá quắn luôn ha. Đó, em về được một lô nha. Đó. Cái này cao khoảng 1m7 nha. Hoa rất là xiên hoa. Rồi. Tán ngang của nó em xin báo là 100 nha. 100 luôn hả? Dạ, 100. Chỗ lớn nhất của nó là ở vị trí này nè nha. Rồi, dán lên. Một cốt giót đọt. Lượng em bên đây nè. Đó. Mã số 11. Không dưới 12. Đúng rồi. Rồi, tại vì cái này là em lựa từng cây không à. 1 triệu đồng bao ship nha. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị vui lòng liên hệ về số điện thoại của em ha. 0939700449 cũng là số Zalo nha. Đó. Rồi, cao của cây này là khoảng 1m5 nha. Đó, hoa rất là lớn hoa ha. Đây. Tán ngang ở chỗ lớn nhất của nó cũng là 100 luôn nha. Đây, một cái hoa của nó nè. Nhặt hoa lắm nha. Nè, đó. Bông rất là đẹp. Rồi. Coi cái cốt của nó là một cốt giót đọt bự bự không bao à. Sống ha. Dạ, bên em bao sống. Bao sống trong vòng sao? Trong vòng 1 tháng đổ lợi nha. Nhìn những hiện tại những cây này thì mình chăm hơi ấy xíu, hơi cực xíu là mình để trong mát tưới nước giùm em vài ngày ha. Cho cây nó lại sức. Rồi, cây này cao là khoảng 1m6 nha. Rồi, tán ngang của nó là 100 ha. Là vị trí lớn nhất. Đó. Rồi. Cái này khi gửi đến nhà thì nó sẽ rụng một số vài lá, một vài lá nha. Đó, tại vì do trăng bứng ha. Nhưng bên em bao sống, bao an toàn cho cây của chú anh chị cứ an tâm ha. Đó. Rồi, không dưới 12 bán. Đúng rồi, không dưới 12 em bảo đảm nha. Rồi, cây 13 cũng bao giá là 1 triệu luôn nha.
Rồi, cây này là cây 14 nha, cao khoảng 1m6 ha. Đó. Cao của cây này là 9, tán ngang của nó là 96. Đó, mình về nếu những cái bông này nó tàn thì mình cắt bỏ những cái bông này nha. Cắt bỏ những cái bông này đang cho nó đâm bông mới ha. Đây. Rồi, cốt của nó đây ha. Cây hiện tại rất là già cây nha. Rồi, báo đi. Đó, hoành là khoảng 12 nha. Không dưới 12. Dạ, không dưới 12. Đó, hồng phấn lá quắn nha. Nếu lấy từ hai cây đổ lên thì em để giá hữu nghị lại cho mọi người chơi trong dịp Tết ha. Rồi, đến với cây 16. Ủa, cây 15. Đó. Cái này em mua được lô giá hữu nghị, em để giá hữu nghị lại cho mọi người chơi nha. Cái này cao khoảng 1m6 đi ha. Đó. Tán ngang của nó em xin báo là 100 nha. Đó. Trang này trang bứng, em bứng cái bầu hơi bự cho cây mình nó khỏe nha. Nó không có bị mất sức nhiều ha. Đó. Quay qua bên kia. Đây. Cốt rất là lớn ha. Đó. Không dưới 12. Dạ. Mã số 15. Cũng giao lưu với giá bao ship là 1 triệu đồng nha. Những cây này hiện tại là hai mấy 30 kg không nha mọi người. Đó. Đây, cây này là cây 16 nha. Cao này khoảng 1m6 đi ha. Đó, tán ngang thì tầm 95 nha. Hồng phấn lá quắn. Những loại mẫu đơn này hiện tại rất là xiên bông nha. Đó, khi đi thì em đắp thêm bột dừa cho cây mình nó khỏe ha. Đó, đây. Rồi. Cái này là cũng khoảng độ nó, để em đo lại thử rồi. Đây. Đó, hoành cây này là cũng 12 nè nha. Đó. Ha. Rồi, mã số 16 là 1 triệu đồng luôn nha. Tại vì những cây đó là em lựa từng cây hết ha. Rồi đến với mã số 17 là cây này là bạch mai núi nha. Hoa chùm ha, chứ không phải là bạch mai miền Tây nha. 69 là chiều cao của nó ha. Đây, đối với những phôi em mới làm á, thì mình về trong mát, mình để giùm em trong vòng 5 đến 10 ngày ha. À, giữ nước toàn thân, giữ ẩm toàn thân giùm em ha. Rồi, hoành ở vị trí này là 60 nha. Đó, dài bệ đế của nó là 63. Rồi, cây bạch mai núi ha. Mã số 17, em giao lưu với giá bao ship là 1 triệu 300 ngàn đồng nha. Những cô chú anh chị nào chưa biết mặt hoa thì cứ liên hệ Zalo em ha. Rồi đến với mã số 18 là cây chồi mồi nha. Có trái ăn được ha, cây chồi mồi á. Có trái nhỏ 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 vậy á. Có gì thì liên hệ Zalo em gửi mặt trái qua xem ha. Cái này miền núi nha, 108 ha. Là chiều cao. Đó. Cây hiện tại là không có bị hẹo gì ha. Rồi, 65 là hoành nha. Rồi. Cây chồi mồi mã số 18, em giao lưu với giá là 1 triệu 400 ngàn đồng ha. Rồi, đến với mã số 19 là một cây cẩm thị da đen nha. Có trái ăn được ha. Đó. Hổm rài cũng giao lưu khá là nhiều rồi. Đây. Cao của cây cẩm thị này là 109. Đó. Một cốt ha. Đó, những cây này hiện tại đã thuần bầu sống khỏe rồi nha. Rồi, bây giờ đếm ra hoành nha. Hoành ở vị trí này là 55 nha. Đó, 55. Đây. 55. Mã số 19 nha. Cẩm thị da đen. Chăm đủ sức thì cây sẽ có trái nha. Rồi, cây này em xin giao lưu với giá bao ship là 2 triệu đồng nha. Rồi, đến với mã 20 là bằng lăng dán lặt nha. Đó. Này lá nhỏ ha. Rồi, cao của cây bằng lăng này là 79 nha. Nó liền bể đế ha. Đây. Dạ, lá nhỏ là da ổi nha. Rồi, hoành em xin báo. Báo tổng gì đi ha. Tổng gì là em xin báo là 150 nha. Tại vì cái này nó liền bệ đế với nhau nha. Đó. Cái này mình về mình ghép từng vi ha. Rồi cây này có giá là 2 triệu mốt cho mã 20 nha.
Đó. Rồi. Đến với mã 21. Rồi. Này là bằng lăng hoa tím lá trung nha. Cao của nó là 82 nha. Đó, dáng rất là quái ha. Những cây này đã đâm chồi rồi nè nha. Đây. Rồi, kéo quạch. Rồi, quanh cái này ở vị trí này là 133 nha. Đó, bằng lăng hoa tím lá trung mã 21. Em xin giao lưu với giá là 2 triệu. Bên em bao phí ship toàn quốc nha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. Cũng là số Zalo ha. Đó, đôi khi Zalo em bị đầy á, thì cô chú anh chị cứ để lại số điện thoại hoặc là nhắn tin bên em nha, em sẽ tự động kết bạn lại. Cao của cây này là 108 ha. Đó, cái này là lá trung nha, dễ nhận biết là cái da nó sừ hơn là da lá nhỏ ha. Bông thì cái màu bông của lá trung nó đậm hơn cái màu bông của lá nhỏ nha. Hoa tím lá trung. Rồi, quanh của cây này em xin báo là 1,5 m nha. Đó, cái này là những cái này là cục đá nha. Rồi, cây này có giá là 2.700.000 nha, mã 22. Đây, đá này nha. Đó. Rồi, đến với mã 23. Cũng là bằng lăng hoa tím dáng lật lá trung nha. Đó. Cao của cây này là 92. Dáng khá là quái ha. Đây, chồi đã mọc rồi nha. Đó, cái này là vòng cung vòng lên luôn nha. Rồi, kéo hoành đi. Những cây này là 100 ngoài ký nha. Rồi, hoành cây này em xin báo là 1,5 m đi ha. Đó, mã số 23. Em xin giao lưu với giá 3 triệu đồng nha. Bao gian vậy là sẽ đâm chồi ha. Đó nè, chồi của nó nè nha. Đó, mã này là mã 24 nha. Cái này là lá nhỏ nha. Cây này khá đẹp nha. 65 là chiều cao. Đó. Đây. Chồi này nha. Đó. Hoành của cây này là 77 nha. Đó, những cái bầu này là em làm ha, mình về mình có thể vô chậu được rồi ha. Mã số 24, giao lưu với giá 1.800.000 đồng nha. Dạ, bên em bao sống tất cả mặt hàng mà em đã like nha. Mã số 25. Đây, cục đá này cứng ngắt hả. Rồi, cao của cây này là 76 nha. Dáng khá là độc ha. Đây. Nó không có rớt, nó ăn vô trong đây luôn rồi nè. Đó, cây này cũng là cây lá nhỏ. Lá nhỏ cái chồi nó để ý là nó ốm hơn cái lá trung nha. Ngã bây giờ. Rồi. Bóng. Đây, hoành cây này lấy 1,4 m ha. Mã số 25. Đó. Giao lưu với giá là 2.200.000 đồng nha. Mã số 26. Đây. Cây này cũng là cây lá nhỏ nha. Đó. Đây, cao của cây này là 78 ha. Những cây này có thể em nữa em đóng nẹp cho nó đi nha, cho an toàn của mình ha, sợ nó bị gãy á. Đó, mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi, để em báo hoành nha. Đây, hoành tổng ở vị trí này đi ha. Đó, là 1,35 m nha. Rồi, cây mã số 26 này xin giao lưu với giá là 1,6 triệu luôn nha. Cũng là cây bằng lăng cuối clip ha. Đó, rồi. Cây cảnh bình an thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ.